Hello everyone, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Năm Xuân. Lời đầu tiên, Xuân xin gửi lời kính chúc sức khỏe và bình an đến với toàn thể quý anh chị và các bạn. Quý vị ơi, món cốc tay của nhà Xuân nè, mới ra lò đó, ngon lắm luôn quý vị. Mùa hè nắng nóng mà có được ly cốc tay như thế này uống rất là sảng khoái, thoải mái ha mọi người. Và để biết cách làm của Xuân như thế nào, mời quý vị cùng vào bếp và thực hiện món này với Xuân luôn nha. Xin mời! Xuân xin giới thiệu nha, Xuân có đây là nửa ký sơ ri, một trái thơm lớn, 650 g dâu, Xuân có nửa ký chuối khô, phần chuối này thì khi nào ai ăn mới cắt vô ly nha. Bên cạnh đó Xuân sử dụng là 600 g đường. Giờ thì Xuân sẽ lấy một thau nước và cho vào đây một muỗng canh muối. Xuân sẽ cho phần sơ ri vào đây để ngâm và ngâm khoảng 5 đến 7 phút thôi. Lấy một phần nước khác, Xuân cho vào đây một muỗng cà phê muối. Phần này Xuân ngâm loãng hơn. Bây giờ Xuân cho phần dâu vào đây để ngâm nha. Ngâm khoảng 5 phút. Trong lúc ngâm thì Xuân cũng khơi cái phần cuống của trái sơ ri như thế này nè. Quý vị cùng làm với Xuân cho nhanh nha. Sau khi ngâm sơ ri được 5 phút, Xuân sẽ rửa thật sạch và vớt qua cái rổ để cho ráo nha cả nhà. Đến phần dâu thì Xuân cũng cắt cái phần cuống luôn. Sau đó cũng rửa lại thật sạch và để qua rổ cho ráo nha. Bây giờ Xuân sẽ lấy phần thơm ra và sắp thành những miếng nhỏ vừa ăn nha quý vị. Thơm, sơ ri và dâu chuẩn bị sẵn sàng rồi, cùng làm công đoạn kế tiếp với Xuân nha. Như Xuân đã giới thiệu là Xuân sử dụng 600 g đường, do vậy Xuân sẽ lấy 1/3 ướp vào thơm. Về phần sơ ri thì Xuân sẽ lấy một cái nĩa chấm chấm như vậy để cho nó dễ thấm đường nha quý vị. Dâu thì Xuân cũng sắc nhỏ luôn. Giờ thì Xuân cũng ướp đường trong phần dâu này luôn nha. Và phần đường còn lại Xuân sẽ ướp vào sơ ri luôn. Ướp để khoảng ít nhất là 2 tiếng nha quý vị. Bây giờ Xuân bắt đầu đi nấu nha. Trước tiên Xuân sẽ nấu phần thơm trước. Nấu khoảng 7 phút. Sau 7 phút nấu thơm thì Xuân sẽ cho phần sơ ri vào luôn. Nấu sơ ri này được 7 phút thì Xuân sẽ cho phần dâu tây vào. Giờ thì Xuân sẽ cho phần dâu tây vào đây. Phần dâu tây này Xuân muốn nấu cho nó ra màu đỏ nhiều thì Xuân sẽ nấu khoảng 7 phút. Cuối cùng là phần nước cốt chanh dây mà Xuân đã sên với đường á, Xuân cho vào đây là 3 muỗng canh nước cốt chanh dây. Xuân cũng cho thêm vào đây nửa lít nước. Lúc này thì Xuân sẽ nấu cho nó sôi một lần và vớt bọt. Thế là xong. Tắt bếp và múc ra ly thôi. Mời quý vị nha. Wow, quá đã luôn quý vị ơi, ngon lắm luôn ạ. Chua chua, ngọt ngọt, có một chút đá, mát lạnh, thật là sảng khoái luôn quý vị ơi. Giữa mùa nắng nóng mà chúng ta có được một ly cốc tay như thế này, chua chua, ngọt ngọt,
Rất là sảng khoái, thoải mái luôn cả nhà ơi. Hãy vào bếp và thực hiện món này nha mọi người. Đây là mình nấu cho gia đình mình thưởng thức thì có sao để vậy. Còn nếu trường hợp các bạn kinh doanh thì có thể chúng ta thêm phần siro cho nó đậm màu, nó đẹp hơn ha. Hoặc là mình nấu thêm phần dâu cho nó đỏ hơn một xíu ha cả nhà. Và như vậy, món cóc tay của nhà Xuân đến đây đã hoàn thành rồi. Cảm ơn quý vị đã xem video của năm Xuân. Lời cuối cùng thì Xuân cũng xin kính chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Quý vị ơi, quý vị thấy video này hữu ích xin hãy like, share cho nhiều người cùng biết. Và với ai mới đến với Xuân lần đầu hoặc chưa đăng ký kênh của Xuân, xin hãy thương và ủng hộ Xuân bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh nha mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ Xuân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye! Cảm ơn nhé.